của nhân dân ta. Chúng tôi là chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh đạo vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người cha già kính yêu của dân tộc, vì là trong tâm nhiệt liệt bác đi dành thời gian luyện tập thể thao. Ngày nay tôi thưa quý bác, chúng ta xin hứa sẽ học tập thật tốt, ra sức rèn luyện thân thể theo lời bác dạy. Nói tiếp là sớm trời họ sẽ nói chung là chẳng làm năng đồng tròn tỉnh chung cho sự đoàn kết các tư lực, các màu da chứa lưu loại, thể hiện sự sống cánh đoàn kết cao lượng cho các hoạt động thể dục thể thao. Tiếp theo là nói một tình, những lớp trẻ đỏ đang chung tôi chung đỏ, mà đã bị các tự vẽ cho lòng nâng sâu và lúc tâm, sẽ đưa học tập, thể đưa chất lượng và bảo vệ đấy, như là dạng giấc mơ của yêu. Tiếp theo là nói một tình, đạo dụng, đạo dụng học hữu lãng các đạo dụng cho các đạo dụng. Thank you.